Phim Mai của Trấn Thành đạt doanh thu 250 tỷ nhanh nhất thời đại, vượt cả Nhà bà nữ lẫn Bố già. Sau 6 ngày ra rạp, phim Mai do Trấn Thành làm đạo diễn đã đạt gần 250 tỷ đồng doanh thu bán vé. Đây là thời gian cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng nhanh nhất của một bộ phim Việt khi công chiếu. Trước đó, năm 2023, vị trí này thuộc về phim Nhà bà nữ cũng do Trấn Thành góp mặt, vượt 200 tỷ đồng sau 7 ngày. Năm 2021, bộ phim Bố già thu về hơn 200 tỷ đồng sau 10 ngày. Trong đó đáng kể nhất là ngày 14 tháng 2, lễ tỉnh nhân, trùng với ngày nghỉ Tết cuối cùng, riêng phim Mai chiếm 68% tổng doanh thu phòng vé trong ngày. Mốc doanh thu trong ngày của bộ phim đạt hơn 43 tỷ đồng và tỷ lệ lấp đầy trong ngày chạm 72% đều chưa từng có tiền lệ. Theo Box Office Việt Nam, theo đơn vị thống kê này, nhờ bộ phim của Trấn Thành, thị trường điện ảnh Việt đã đạt dấu mốc ấn tượng với tổng doanh thu 64,4 tỷ đồng, với 646.000 vé được bán ra trong cùng một ngày. Đây là ngày lễ tình nhân có tổng doanh thu trong ngày và lượng vé bán ra cao nhất kể từ khi Box Office Việt Nam bắt đầu thống kê doanh số phòng vé. Trung bình mỗi ngày, phim Mai đạt hơn 172.000 vé bán ra và tăng gấp 3 lần lên gần 300.000 vé trong ngày cuối tuần. Nhờ hiệu ứng khán giả, suất chiếu phim Mai cũng được bố trí dày đặc tại các cụm rạp. Mai có suất chiếu ngày thường gấp 4 lần bộ phim có doanh số phòng vé đứng thứ 2 là Cua Lại Chị Bầu, con số này dịp cuối tuần là gấp 2,5 lần. Theo ghi nhận tại cụm rạp Lotte Cinema, trong ngày 15 tháng 2, từ 17 giờ đến 23 giờ, cứ 30 đến 20 phút lại có một suất chiếu phim Mai. Được biết, sau khi Mai ra rạp, đa phần ý kiến của khán giả đều đồng tình rằng chuyên môn đạo diễn của Trấn Thành đã tiến bộ trông thấy. Các cảnh quay trong phim đều cho thấy một sự chỉn chu về mặt hình ảnh, được xây dựng có ý đồ và đạt hiệu quả về mặt thị giác. Khâu dựng phim cũng được cải thiện rõ rệt, nhiều pha truyền cảnh diễn ra mượt mà, hợp lý và thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng từ khâu tiền kỳ cho đến quay hình. Cách kể của Trấn Thành trong Mai cũng đã mang màu sắc điện ảnh hơn, không nặng màu sân khấu và wet drama như hai tác phẩm trước. Kỹ năng dàn cảnh tốt hơn rất nhiều khi đã chú trọng hơn vào sự chuyển động của các chi tiết nhỏ trong từng khung hình. Có thể nói dù nhiều chỗ vẫn còn trệch trọc và đôi khi mang tính khoa trương quá đà, dự án lần này khắc phục được nhiều điểm yếu về mặt kỹ thuật của Trấn Thành trong quá khứ. Sự xuất hiện của Phương Anh Đào, một ngọc nữ diễn xuất của điện ảnh Việt trong vai trò nữ chính cũng góp phần quan trọng, tạo nên màu sắc mới mẻ cho Mai. Có thể thấy rằng khả năng diễn xuất của cô nổi trội hơn hẳn so với dàn diễn viên quen thuộc thường tham gia các tác phẩm trước của Trấn Thành. Một diễn viên khác chiếm spotlight lần này là Hồng Đào với vai người mẹ của nam chính Sâu. Hai cái tên mới này gánh nhiều phân đoạn, đòi hỏi bộc lộ được tâm lý nhân vật một cách sâu sắc hơn, giúp đẩy cao trào phim hợp lý hơn mà không cần lạm dụng những đoạn hội thoại to tiếng, ồn ào như hai tác phẩm trước. Bên cạnh sự tiến bộ đó, Trấn Thành vẫn giữ được thế mạnh của mình khi chọn lọc nhiều lát cắt thú vị từ cuộc sống để đưa vào tác phẩm của mình. Bằng sự nhạy bén của mình, Trấn Thành tiếp tục đem đến nhiều cảnh phim đắt giá, chạm đến cảm xúc người xem trong dự án này. Kịch bản của Mai về cơ bản không mới mẻ nhưng được xây dựng tốt, lồng ghép nhiều tình tiết rất đời và phù hợp với thị hiếu của khán giả Việt. Câu chuyện phim cũng rõ ràng và bớt rối rắm hơn so với Nhà bà nữ, dù còn một số đoạn bị phát triển khá khiên cưỡng. Sau hai dự án đạt doanh thu kỷ lục tại phòng vé, dù còn nhận nhiều lời phê bình về chất lượng, việc bộ phim thứ ba của Trấn Thành tiến bộ rõ rệt ở mặt kỹ thuật tiếp tục có thể chinh phục được khán giả là điều không khó hiểu. Có thể thấy đạo diễn không ngủ quên trên chiến thắng mà tiếp thu những ý kiến đóng góp của công chúng một cách cầu thị và hoàn thiện hơn phong cách làm phim của chính mình. Với ba bộ phim liên tiếp thành công về mặt thương mại, Trấn Thành gần như đã trở thành một bảo chứng phòng vé của làng điện ảnh Việt hiện nay. Các dự án có anh tham gia luôn tốn nhiều giấy mực của truyền thông và thu hút những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Yếu tố viral đó góp phần không nhỏ vào thành công của các bộ phim. Dù ở vai trò diễn viên hay đạo diễn, cái tên Trấn Thành luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Qua các dự án của mình, Trấn Thành gây được thiện cảm và sự tin tưởng của một bộ phận khán giả đông đảo trên khắp cả nước. Nhìn vào kết quả bán vé của Mai, thị phần được chia khá đều trên các tỉnh thành, không bị tập trung vào một khu vực nhất định, với thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30%, Hà Nội khoảng 15%, Đà Nẵng 5%. Thiện cảm và sự tin tưởng đó phần nào cũng đến từ việc đạo diễn và ekip chỉn chu trong khâu thực hiện sản phẩm của mình. Phim của Trấn Thành cho dù còn nhiều vấn đề nhưng đã đi xa khỏi mô típ hài, nhảm quen thuộc, thường được chiếu mỗi dịp Tết. Các tác phẩm hội tụ đủ tính giải trí có thông điệp động lại sau khi xem chứ không trôi tuột như nhiều tác phẩm theo dạng mì ăn liền như trước. Trong thời buổi rạp chiếu chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng giải trí trực tuyến,
việc xuất hiện những cá nhân, thương hiệu tạo được dấu ấn, đủ sức lôi kéo khán giả chi tiền xem phim là hết sức quan trọng. Chiến thắng của Mai cũng là minh chứng cho thấy khán giả Việt sẵn sàng mở lòng đón nhận các tác phẩm điện ảnh nội địa có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu giải trí của số đông. Đây vừa là động lực vừa là thách thức với các nhà làm phim trong nước. Chiến thắng của Mai có thể đến từ sự lên tay của Trấn Thành, nhưng việc tác phẩm thống trị mùa phim Tết phần nhiều do thị trường năm nay cũng không có nhiều tác phẩm đủ sức cạnh tranh. Trong số các phim Việt ra mắt cùng thời điểm, Gặp lại chị bầu có doanh thu ổn nhưng không đột phá. Trong khi đó, hai dự án còn lại là Sáng đèn và Trà đều lần lượt rút khỏi rạp và lùi lịch phát hành vì không thể cạnh tranh. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trấn Thành tới phòng vé dịp Tết. Từ lâu đã được xem là miếng bánh béo bở cho các nhà làm phim Việt. Kết quả sau 5 ngày đầu năm mới, Mai chiếm khoảng 70% doanh thu phòng vé. Các phim quốc tế ra rạp năm nay cũng không nổi bật. Dự án để lại nhiều dấu ấn nhất là tác phẩm hoạt hình Spy Family Ghost Wife dựa trên thương hiệu truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Phim nhận về nhiều lời khen nhưng chỉ thu về hơn 14 tỷ sau hơn 5 ngày ra mắt. Giới chuyên môn đánh giá Spy Family Ghost Wife chỉ thu hút một nhóm khán giả ở thị trường ngách chứ không tạo được hiệu ứng bùng nổ tại phòng vé. Việc phim bị xếp hạng T13 không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi cũng ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của một tác phẩm hoạt hình. Một bom tấn Hollywood ra mắt trong dịp Tết là Outsider trái ngược lại gây thất vọng với nhiều người xem. Dự án quy tụ dàn sao đình đám như Henry Cavill, Bryan Cranston, Samuel Jackson nhưng nhận nhiều lời chê về chất lượng. Tuần này, một bộ phim quốc tế khác đáng chú ý khác ra rạp là Mamma West, bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh về các siêu anh hùng Marvel của Sony. Tuy nhiên, qua những phản hồi không mấy phần tích cực từ giới phê bình quốc tế, tác phẩm cũng không nhiều khả năng tạo ra dấu ấn rõ nét tại phòng vé hoặc ảnh hưởng nhiều tới các suất chiếu của Mai trong thời gian tới. Thực chất, doanh thu 3 ngày đầu năm nay cũng không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, không dự án nào có thể tái lập thành tích của chị MM2 để tạo ra một mùa phim Tết nhộn nhịp như trước. Miếng bánh ở mùa phim Tết rõ ràng vẫn còn đó nhưng chưa ai đủ sức để cạnh tranh với Trấn Thành. Điều đó càng cho thấy phim Việt Nam cần thêm nhiều những nhà làm phim có phong cách riêng và biết cách chinh phục khán giả đại chúng để tạo nên một ngành công nghiệp ổn định và phát triển.